rời ghế nhà trường, bước chân vào nghiệp binh, không lo âu, không toan tính, khoác lên mình bộ áo lính, màu áo xanh hy vọng, giữ trong lòng là bao nhiêu ước mơ và bao nhiêu hoài bão. Có bao người đang chờ anh về bữa cơm gia đình, vắng anh sao thấy buồn thế, mẹ anh vẫn đang ốm nặng, sao anh vẫn chưa về. Có phải anh giữ trọn lời thề với tổ quốc, với non sông, với nhân dân, rồi lặng lẽ anh nằm xuống, rồi anh về với đất. Không cần biết là ngày mai ra sao, hay ngày kia là thế nào, chỉ cần biết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mà khó khăn hay gian khổ vẫn dần thân lao vào. Trao thân mình cho nhân dân, sống vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ, theo chủ trương, theo đường lối, theo chính sách nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước. Nơi cuối đường còn nhiều gian khổ đang chờ anh phía trước. Có nước mắt mẹ đã rơi trước khung ảnh đã mờ, có những người họ đi mãi mà không về, thèm lắm được nhìn nụ cười với hương quê. Lưng cảm giác mẹ đợi con vẫn chưa về, nếp nhăn in hằn trên mặt của ba là vì ai thế. Có những người họ đi mãi mà không về, thèm lắm được nhìn nụ cười với hương quê. Lưng cảm giác mẹ đợi con vẫn chưa về, nếp nhăn in hằn trên mặt của ba là vì ai thế. Anh không phải là bất tử nên đừng buồn khi nghe tin dữ về anh. Em cứ trách anh đi mãi mà chẳng về, nhưng cái nghề anh là thế, đêm ngày súng đạn giao kề, cũng chẳng biết khi nào rồi về với đất. Đến khi nằm xuống âm thầm thì liệu nhân dân có ghi nhận, hay họ lại lấy một thành phần rồi nhận xét chung cả bộ phận. Chính vì thế mà bản cân có bao giờ là cân, khi những cái đẹp họ không nói đến, còn những cái xấu thì báo chí cứ thi nhau sới lên. Anh lớn lên trong ngành, trưởng thành hơn khi vào ngành, phải nuôi suy nghĩ trong một cái đầu lạnh. Nắng thao trường đốt cháy thời trai trẻ, gió thao trường thổi bay tuổi thanh xuân. Rồi dần dần thời gian cũng làm khuôn mặt đen sạm theo toàn phần. Họ cứ nói mức lương của anh cao hơn họ gấp nhiều lần, nhưng tính mạng của anh thì có bao giờ là an phận. Suốt đời phấn đấu làm kẻ đời tớ trung thành của nhân dân, chỉ mong nhân dân thay đổi suy nghĩ mà ghi nhận. Có những người họ đi mãi mà không về, thèm lắm được nhìn nụ cười với hương quê. Lưng cảm giác mẹ đợi con vẫn chưa về, nếp nhăn in hằn trên mặt của ba là vì ai thế. Có những người họ đi mãi mà không về, thèm lắm được nhìn nụ cười với hương quê. Lưng cảm giác mẹ đợi con vẫn chưa về, nếp nhăn in hằn trên mặt của ba là vì ai thế.